Chào các bạn nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái chủ đề livestream với các bạn, đó là chia sẻ với các bạn về cái mô hình giao việc hiệu quả. Tức là chúng ta sẽ ứng dụng cái tam giác rủi ro trong cái việc giao việc xuống, làm sao cho nhân sự của mình anh em muốn làm quyết làm và tranh nhau làm. Ok, nói về quản trị rủi ro thì cái phần quản trị rủi ro rất là hay. Thì nhà mình ai trong số các anh chị các bạn mong muốn có được cái chủ đề này, mình có rất nhiều việc mình giao xuống đội ngũ của mình, nhân sự của mình, đồng nghiệp của mình tranh nhau làm rất nhiệt huyết và bạn kiểm soát được rủi ro trong cái công việc đấy thì hãy comment nói tôi nè. Ok, bạn bạn lên đây hãy like share, hãy nói xin chào, hãy thả tim nhé, và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Cho tôi xin nghe 1 phút, tôi có một cái bạn này bạn gọi điện nhờ coaching một chút. Tôi sẽ trao đổi một chút nhé, các bạn like share đi. Alo anh Hùng à? Rồi rồi. Hôm hôm qua anh đang dở cái lượt coaching, lúc ấy tôi lại đang đi chơi thể thao đông người quá không tiện. Rồi. Tức là vay ngân hàng hơn chục tỷ đúng không? Tài sản em vẫn còn 40 tỷ. Nhưng đấy là giá trị thị trường em đang định giá nó gì? Thế là ok, thế là tức là em đang muốn 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 thanh lý mấy cái tài sản đấy đi để mà trang trải lại cái khoản vay ngân hàng đấy đúng không? Thế thì nhóm 2 à? Thế là cái thế thì những cái việc mà ví dụ như vay ở ngoài, vay vay ở ngoài, vay lãi trước đây ở ngoài thì em đã giải giải quyết xong hết chưa? Lãi ngày cắt rồi đúng không? Thế bây giờ em là có một cái chuỗi siêu thị bán lẻ à? Hay sao? Tức là ok, thế là bây giờ cái mô hình kinh doanh của em thì còn ra hiệu quả không? Tức là doanh thu các thứ lợi nhuận thế nào? Tức là bây giờ ok, thế thì em tức là còn cái mô hình kinh doanh thì em cũng đã coi như em đã tạm dừng rồi đúng không? Ba mươi mấy cái cửa hàng đấy và cái thương hiệu cũ, cái chuỗi của em thì coi như là bây giờ tạm dừng rồi, em chuyển sang công ty một, em làm một công ty mới rồi đúng không? Thế là bây giờ là rượu cũ bình mới rồi đúng không? Thôi cái mô hình kia nó không hiệu quả thì ok, nhưng sang mới thì em vẫn làm cái mô hình đấy à? Vẫn muốn làm mô hình đấy. Rồi, ok. Thế thì tới đấy là em đang cái trăn trở về cái việc đấy đúng không? Rồi, ok. Thì cái về tại vì em muốn chia sẻ vấn đề thì mình cũng chưa gọi là chia sẻ thôi nhé, chứ cũng không phải là khuyên bảo gì cả và cũng không có trách nhiệm pháp lý gì. Còn về cái việc góc độ như em chia sẻ thế thì mình cũng thấy rất là đầu tiên rất là đồng cảm, tại vì trong cái khoảng thời gian năm 2020 21 đến giờ là các doanh nghiệp làm ăn rất là khó khăn. Không riêng gì anh đâu mà còn có rất nhiều người khác nữa, đúng không? Thế nên mình mô hình nó không hiệu quả rồi chi phí thì tăng cao, trong khi đó thì rất nhiều yếu tố. Bản thân kinh doanh nó đã là nhiều thử thách rồi, đúng không? Sau đó chủ doanh nghiệp cũng gặp nhiều, phải trải qua rất là nhiều những cái gian nan. Để trong bối cảnh vừa rồi nữa càng khó khăn hơn nữa. Thì rất là đầu tiên rất là đồng cảm với anh. Thứ hai nữa là về cái chia sẻ thì mình nghĩ là như anh xác định các hướng thế là đúng rồi, đầu tiên phải đóng băng được các cái khoản nợ lại đúng không? Thứ hai nữa làm nào cố gắng đưa về chi phí lãi ngân hàng hoặc là về không. Đấy mình đàm phán với nhà cung cấp, thế thì cái hướng anh làm là đúng rồi, đúng không? Thì anh đã làm phán với các nhà cung cấp về 10 vòng, 20 vòng rồi xin phanh được cái khoản nợ. Lãi lãi suất kia là phanh được lại rồi, bây giờ chỉ trả gốc là trả dần đúng không? Trả dần trong vòng bao nhiêu năm? Đấy là đấy, thế là phanh được lãi lại. Bây giờ chỉ còn duy nhất là lãi ngân hàng thôi.
Rồi, thế là bây giờ mình đã phanh được cái lãi với nhà cung cấp rồi, tiền ngoài thì mình đã giải quyết được rồi đúng không? Thế bây giờ còn lại Rồi, thế thì cái ok, thế thì cũng là tốt rồi. Thế là bây giờ chỉ còn có khoản lãi ngân hàng thôi. Thì cái tổng tài sản giờ anh có là vẫn còn khoảng 40 tỷ đúng không? Mà nó nằm chủ yếu trong bất động sản, mà bất động sản là sổ đỏ của anh à hay là của công ty cũ? Thế thì cũng dễ xử lý thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng ngại đăng thông tin lên thì mọi người nhà cung cấp người ta biết đúng không? Người ta biết thì nó lại cái mô hình như là khó đúng không? Rồi thế thì bây giờ thôi như anh, thế thì anh nói thế thì đúng rồi, bán thì thôi, thì mình sẽ ok nhé, thì mình sẽ hôm trước em gọi ra Gia Long rồi đúng không, cộng đồng rồi, thì Gia Long cũng ở cộng đồng thì chủ yếu người ta đầu tư trong kia thôi, chứ ở ngoài này thì khó đúng không? Đấy, thế thì để mình dựa vào mấy mối quan hệ nhé, mình thử bây giờ tốt nhất là như này, em gửi cái thông tin sổ đỏ qua qua chắc là qua hình ảnh qua Zalo được không? Thế thì mình sẽ đầu tiên là mình có mấy anh mà mạnh mạnh ấy, thì trong nội bộ thì mình sẽ chia sẻ với các anh về cái thông tin đấy, xem là mọi người có khả năng mua không, thì nếu mà mua được thì nó sẽ hỗ trợ em, thì cố gắng em ưu tiên trả ngân hàng trước đúng không, sau đó thì trả dần với cái nhà cung cấp kia, còn lại thì coi như mình làm lại từ đầu. Thế thì được, thế cái hướng đấy thì như thế là tốt rồi, hướng sáng rồi. Thế bây giờ nếu mà ngân hàng mà nó phát mại thì sẽ giá trị nó sẽ rất thấp đúng không nhỉ? Rồi, ok, thế thì anh gửi cái thông tin vào Zalo đi, mình thử xem. Mình cũng không dám hứa trước điều gì đâu, nhưng mà sẽ cố gắng nhiệt tình hết cỡ, xem là trong cái phạm vi các cái mối quan hệ của mình thì xem ai có nhu cầu để có thể giúp anh trong cái ngắn hạn này được nhé. Thì sẽ gọi là sẽ chia sẻ thông tin với họ thôi. Rồi ok, thế thì cố gắng nhé, cố gắng thì đấy, thì cái hướng của anh đi thế là hướng sáng rồi. Thì có gì cứ qua Zalo nhé, nhắn tin nhé. Ok rồi, cảm ơn em đã chia sẻ, đã tin tưởng. Ok em nhé, rồi chúc em thành công. Ok, sorry các bạn, tôi đang livestream thì làm cái video này thì lại có một anh học viên rất là gấp, anh nhắn tin anh mong muốn là được coaching, được tư vấn về cái việc anh ấy đang gặp những cái vấn đề liên quan đến cái chuỗi cái kinh doanh của anh ấy. Thì nói chung là cũng bị nợ, xong cũng vay ngoài, xong là lại vay ngân hàng, bây giờ bị nhảy nhóm hai. Anh ấy rất là áp lực và anh muốn giải quyết nó, thì cái hướng đi của anh cũng đã chiều hôm qua tôi cũng đã chia sẻ một chút rồi, là cái hướng đi thì nó cũng cũng hơi sáng rồi. Thì bây giờ anh ấy còn một cái bước là anh ấy còn lại nguồn lực anh có là cái gì, thì anh ấy phải giải quyết hết cái khoản nợ ngân hàng, rồi anh đàm phán được với nhà cung cấp là trả dần, phanh lãi được, đóng băng lại được, và sau đó thì cứ trả dần mỗi năm, trả theo tiến độ một chút đấy, thì anh đã làm được. Và sau đó anh ấy làm lại mô hình kinh doanh thì anh ấy cái đơn vị mới coi như là anh ấy đã dừng lại, gọi là nó không hiệu quả rồi, phá sản, thì anh ấy bắt đầu thôi một doanh nghiệp mới, một cuộc đời mới, coi như là lại khởi nghiệp lại từ đầu. Và tôi cũng chia sẻ với anh ấy là thôi, đằng nào cũng khởi nghiệp từ con số không rồi đúng không, bây giờ cùng lắm là lại bằng không nữa, lại lại từ không thì làm lại từ đầu thôi, mình khởi nghiệp từ không đồng về không thì vẫn là bằng không đúng không, nó coi như là chưa mất gì cả, nên là yên tâm. Thì đấy là chia sẻ về thế, và tôi sẽ anh ấy có nhờ tôi là xử lý một chút cái tài sản. Ok rồi, rồi cảm ơn nhà mình rất nhiều. Nếu ai chưa biết thì tôi là tác giả của ba cuốn sách về quản trị nhé, tôi là chuyên gia Hoàng Đình Trọng, chuyên gia tự động hóa doanh nghiệp. Ok, chủ đề ngày hôm nay thì tôi đã đào tạo tới 22.000 học viên rồi, chủ doanh nghiệp rồi. Ok rồi, các rất nhiều đơn vị tham gia đào tạo, không biết ai trong số các bạn đã biết những đơn vị này.
Rồi, hôm nay thì tôi sẽ xin lỗi các bạn một chút. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái công cụ giao việc hiệu quả. Tôi gọi nó là cái mô hình tam giác rủi ro. Nhà mình hãy comment xuống cái video này đi nào. Mô hình tam giác rủi ro. Rồi, mô hình tam giác rủi ro. Đấy. Thì đây là các cái bước như bình thường, như các bạn biết là khi mà mình giao việc xuống thì anh em chối đây đẩy như này không làm, đúng không? Hoặc là làm nó với cái thái độ hời hợt, chất lượng không đảm bảo, tiến độ không đảm bảo, mọi thứ nó sẽ đổ dồn lên đầu các bạn. Thế thì bây giờ mình giao việc thế nào để mình đưa xuống đội ngũ nhân sự của mình muốn làm, quyết làm, tranh nhau làm mà bạn còn kiểm soát được rủi ro cho cái công việc đó nữa. Tức là anh em là làm công việc đó rất là nhiệt huyết, với cái thái độ rất là nhiệt huyết, rất là trách nhiệm, rất là chủ động và làm rất là chất lượng, rất là tiến độ, hiệu quả. Đấy. Thì trong cái mô hình tam giác rủi ro này tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi, và trước khi đi vào chia sẻ thì tôi xin hỏi các bạn mấy câu hỏi như này. Bạn đã bao giờ giao việc xuống cho nhân viên nhưng nhân viên tìm lý do để né tránh hoặc là nhận làm nhưng mà làm với cái việc thái độ rất là hời hợt? Ai đã từng gặp cái vấn đề như vậy rồi thì hãy comment nói tôi nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, rồi. Bạn có gặp cái tình trạng là nhân viên làm việc không đảm bảo tiến độ chất lượng rồi mọi thứ nó lại đến tay bạn phải giải quyết, mọi thứ nó lại dồn lên đầu của bạn. Ai trong số các bạn đã gặp những vấn đề này rồi thì hãy comment nói tôi nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thứ ba đó là làm thế nào để nhân viên của bạn tranh nhau nhận việc khi bạn giao xuống. Đây là cái câu hỏi thứ tư, và nếu mà bạn có tất cả những câu hỏi này và gặp những cái vấn đề như trên thì cái mô hình tam giác rủi ro này sẽ giúp các bạn trả lời những cái câu hỏi đó, giải quyết những cái vấn đề đó. Ok, rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và trong cái phần này tôi sẽ chia sẻ với bạn bốn cái ý chính, cái điểm chính. Một, đó là bạn sẽ khái quát về cái tam giác rủi ro, tức là mô hình giao việc. Thứ hai, tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là cái góc độ quản trị rủi ro ở cái góc độ người giao việc. Thì các cái bước giao việc như thế nào để nó hiệu quả. Và cái điểm thứ ba, tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là cái góc độ là người nhận việc, người thực hiện công việc. À, thì các bạn cần phải làm những cái bước gì? Và cái góc độ thứ tư, cái điểm thứ tư tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là góc độ bản thân công việc. Nó sẽ có những cái rủi ro gì? Và bạn cần phải làm những cái bước như thế nào để bạn kiểm soát được rủi ro từ cái nội hàm bản thân công việc nó phát sinh ra. Đấy. Thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau bốn cái ý này. Ai trong số các bạn muốn có cả bốn cái ý này thì hãy comment nói tôi nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhà mình lên đây, nhà mình hãy nói xin chào và hãy share, hãy like nhé. Hãy like, hãy share, hãy video này tag những người bạn của mình vào đây để chúng ta cùng nhau để lan tỏa cái làn sóng làm doanh nghiệp bài bản của Việt Nam. Nó đến nhiều người hơn nữa. Ok. Đấy, giống như cái câu chuyện lúc đầu tôi vừa coaching đấy cho anh bạn ấy thì có rất nhiều người doanh nghiệp đang rơi vào trong tình trạng như vậy và cũng chủ yếu là thiếu, do thiếu quản trị rủi ro. Thiếu là cái tư duy và cái cách làm doanh nghiệp bài bản. Nên là bây giờ như thế là chỉ giải quyết hiệu quả thôi. Và tôi rất nhờ mong mong muốn nhờ các bạn đó là lan tỏa những cái chương trình của PC đến nhiều nhiều người hơn nữa để tránh những cái trường hợp như anh vừa xong. Tôi xin phép không nói tên nhé. Và cũng không show hình ảnh của anh lên, nó liên quan đến coaching tư vấn thì liên quan đến bí mật khách hàng, nhưng mà tôi muốn đưa ra một cái nội hàm, một cái tình huống cụ thể như vậy. Và đây là một cái ngẫu nhiên rất thực tế thôi chứ không phải có dàn dựng gì đâu. Anh ấy gọi đến trong lúc tôi chuẩn bị live stream thì tôi có xin phép các bạn dừng lại mấy phút để chia sẻ. Nên là tôi mới rất mong muốn là thông qua cái chương trình này các bạn hãy ngoài mình nhận được giá trị thì mình đừng có âm thầm tầm bổ, hãy like share cái video này đến nhiều người hơn nữa. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, đặc biệt là những người chủ doanh nghiệp. Rồi, rồi đây là tôi sẽ chia sẻ với những các bạn ý chính như thế này. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi. Ai trong số các bạn đã sẵn sàng đến với cái tam giác rủi ro rồi thì hãy comment nói tôi nào. Rồi, và bây giờ các bạn hãy comment xuống đây. Mô hình tam giác rủi ro. Các bạn hãy comment xuống đây nào. Tam giác rủi ro. Các bạn cả hãy comment đi, tam giác rủi ro. Tôi gọi nó là mô hình tam giác rủi ro. Đây gọi nó là gọi là các cái công thức giao việc hiệu quả đấy. Nhá. Rồi. Thế thì khi mà bạn có một cái dự án, một cái công việc gì đó, bạn muốn giao cho đội ngũ của mình, bạn muốn triển khai nó thì nó có thể xuất phát từ những cái rủi ro và chúng ta quản trị rủi ro cho nó, đúng không? Đây là một cái môn tôi lấy một chút từ cái môn học quản trị rủi ro ra chia sẻ với các bạn. Khi mà bạn có một công việc gì đó, một vị trí nào đó hay một dự án nào đó bạn giao việc cho người khác thì bạn giao như thế nào? Rủi ro nó có thể xảy ra, đó là chúng ta không đạt được tiến độ, không đạt được chất lượng, khách hàng càm ràm, rồi chúng ta không có động lực nhiệt huyết để làm tiếp nó, đúng không? Bỏ cuộc.
rồi chúng ta làm nó với thái độ hời hợt, chất lượng không đảm bảo, tiến độ không đảm bảo, nó lại dồn lên đầu các bạn. Hoặc là đơn giản là các bạn không có biết giao việc, các bạn không giao đi được thì bạn có rất nhiều việc và rất là áp lực, đúng không? Có rất nhiều các vấn đề kiểu như vậy. Rồi. Hoặc là giao xuống anh em làm hỏng việc, cuối cùng nó lại dồn lên đầu mình trở thành những người nóng tính, xấu tính. Rồi, đó, thế thì bây giờ chúng ta giao việc như thế nào, và khi mình giao đi một cái công việc thì nó có những cái rủi ro ở góc độ nào? Thì tôi xin chia sẻ với các bạn, nó có 3 góc độ chính. Góc độ đầu tiên đó là ở góc độ người giao việc. Nhà mình hãy comment xuống cái video này đi nào. Người giao việc. Nhá, người giao việc. Đấy. Thì cái góc độ đầu tiên có thể xảy ra rủi ro đó ở góc độ người giao việc. Nên là khi mà chúng ta giao việc xuống cho nhân sự mà nhân sự ấy anh em làm không đúng mong đợi của các bạn, làm hỏng việc rồi cuối cùng lại phải làm đi làm lại, bạn mất tiền vừa mất uy tín. Thì cái việc đầu tiên bạn giao việc xuống anh em làm hỏng việc thì bạn phải xem lại cái chính cái cách giao việc của các bạn, của chính mình. Các cụ nhà mình gọi dạy là gì? Tiên trách kỷ, hậu trách gì? Trách nhân, đúng không? Tức là việc đầu tiên mình giao việc xuống mà anh em làm hỏng việc, không đúng mong đợi, thì cái việc đầu tiên mình phải xem lại cái cách giao việc của chính mình. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì mình là người nắm trong tay cái quyết định cuối cùng. Nắm trong tay cái quyết định cuối cùng. Mình có giao đi hoặc là không giao, đúng không? Hoặc là mình giao cho bạn A, cũng có thể giao cho bạn B, bạn C gì đó, đúng không? Bạn giao cho người này hoặc người khác. Nên là bạn nắm trong tay cái quyết định cuối cùng. Nên là có giao hay không giao, nên là bạn hoàn toàn là người chịu trách nhiệm 100% về nó, về cái cách giao việc của mình. Ok, vậy thì các cách giao việc như thế nào? Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn các cái quy trình, các cái bước để giao việc xuống như thế nào là đúng, như thế nào là hiệu quả. Ok, ở cái phần ngay ngay tới đây nhé. Đấy, thì chúng ta phải quản trị rủi ro cho cái góc độ người giao việc. Rồi, cái góc độ thứ hai đó là cái người thực hiện, hay tôi còn gọi là cái người nhận việc nhé. Nhà mình hãy comment xuống cái video này đi nào. Người thực hiện. Đấy, người thực hiện hay còn gọi là mở đóng ngoặc người nhận việc đấy. Người giao việc thì có người nhận việc, tức là người thực hiện đấy. Thì cái rủi ro nó có thể xảy ra ở góc độ này. Góc độ này. Khi mình giao giao xuống cho cái người thực hiện này thì bạn chú ý nhé, bạn chú ý một chút, đó là cái góc độ người thực hiện này. Thì vậy thì cái người thực hiện này bạn phải cần họ giúp họ làm rõ những cái gì, các cái bước ở cái người nhận việc này, bạn phải yêu cầu người đó phải đáp ứng những cái gì để thực hiện được cái công việc đó, làm rõ về mặt công việc như thế nào, nhiệm vụ như thế nào. Đấy, ví dụ như khi bạn giao cho họ đảm trách một cái vị trí công việc, một cái nhóm hay một cái phòng ban nào đó, hay một cái dự án nào đó, thì cái người thực hiện này bạn phải làm giúp họ làm rõ cái gì. Khi bạn giao việc thì bạn phải mô tả rõ với họ cái gì. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái bước như thế nào để cái người thực hiện này người ta luôn luôn là người ta chủ động, người ta nắm bắt được rõ cái đầu bài, cái yêu cầu công việc, rồi sau đó thì người ta thực hiện nó thành công. Rồi, cái góc độ thứ ba đó là bản thân cái công việc. Là mình hãy comment xuống cái video này đi, bản thân cái công việc nhé, bản thân công việc. Thế thì cái góc độ thứ ba nó có thể xảy ra rủi ro có một dự án có thể không hoàn thành, công việc không hoàn thành, một cái vị trí không nhiệm vụ ở một cái vị trí khu vực, một cái bộ phận nào đó không giải quyết được tốt, có thể nó phát sinh từ nội hàm cái công việc đấy, nó phát sinh những cái rủi ro, bản thân cái công việc nó phát sinh những rủi ro, khi bắt đầu bắt tay vào công việc nó mới phát sinh rủi ro. Được. Vậy thì các cái bước để quản trị rủi ro trong cái ở cái góc độ bản thân cái công việc ấy như thế nào, các bước để quản trị rủi ro ở các góc độ người nhận việc, người thực hiện ấy như thế nào, cái bước quản trị rủi ro ở bản thân cái công việc, cái người giao việc như thế nào, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái mô hình tam giác rủi ro. Và cái này nó giống như cái kiềng có ba chân ấy. Các cụ nhà mình ngày xưa đặt nồi cơm nồi canh lên, nhà mình tưởng tượng ấy. Nếu mà một chân nó khập khiễng ấy thì nó đổ đổ cái nồi cơm nồi canh thì làm sao nhà mình, thì mất ăn, đúng không, thì mất ăn. Thế nên là chúng ta cần phải quản trị rủi ro cho ba cái góc độ này. Ok, đó. Rồi, nhà mình hãy comment một lần nữa, hãy comment lên đây nào. Góc độ là quản trị rủi ro cho người giao việc này. Nhà mình hãy comment người giao việc này, người nhận việc này và bản thân công việc. Đây thì đây là mấy cái góc độ chính nhé. Ok. Rồi, nhà mình hãy comment đi. Nhà mình nhớ nhá, vào đây rồi thì hãy thả tim và hãy tag những người bạn của mình vào đây để cùng nhau học về cái quy trình giao việc, mô hình giao việc này. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi. Cái bước 1 tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó ở góc độ người giao việc. Người giao việc nhé. Nhà mình hãy comment đi, người giao việc. Thì cái góc độ người giao việc này này. Góc độ người giao việc, nhà mình hãy comment đi. Người giao việc thì bạn phải giao như thế nào? Giao như thế nào cho đúng? Thế thì giao như thế nào? Chúng ta phải giao như thế nào?
thì cái bước 1 nó là luôn luôn là lựa chọn người để giao. Nhà mình hãy comment xuống cái video này đi nào. Hãy comment xuống cái video này đi, lựa chọn người để giao. Tức là chúng ta làm sao phải lựa chọn người để giao để đúng người, đúng việc và đúng số người. Đấy, thì đây là cái bước số 1 rất là quan trọng. Đấy. À, trong quản trị nhân sự người ta có một câu là như này này. Làm đúng việc trước khi làm việc đúng. Đấy, làm đúng việc trước khi, tức là phải làm đúng việc trước khi làm việc đúng, tức là phải làm đúng việc, đúng sở trường cái đã. À, đúng sở trường, đúng thế mạnh đã, đúng đam mê đã. Sau đó thì mình mới hướng dẫn họ cái quy trình làm đúng, tức là mình phải chọn được đúng người đã. Đấy, thì cái bước đầu tiên là chọn 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 người để giao đúng không? Thì phải đúng người, đúng không? Đúng việc. Sau đó thì mới hướng dẫn cho họ quy trình làm đúng. Hay các cụ nhà mình có một cái câu nói là như này, dụng nhân như dụng mộc, đúng không? Cong dùng cong, thẳng dùng thẳng. Đấy. Dùng người như dùng gỗ đấy. Đấy, thì cái việc này cũng rất là quan trọng, nên là mình lựa chọn làm sao đúng người đúng việc, nhưng mà phải đúng cả số người nữa. Bao giờ cũng phải có một team tính toán cái khối lượng công việc và nó phải đủ các cái mảnh ghép nhân sự. Trong doanh nghiệp cũng phải đúng số người, ví dụ như là phải có người đi tạo ra những thương vụ, phải có người vận hành, phải có người marketing tốt, người phải người làm chuyên môn tốt, vân vân, đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Đấy, nhà mình hãy comment xuống đây nào. Bước 1 là chọn người để giao, đúng người, đúng việc, đúng số người nhé. Thì cái việc này đúng số người rất là quan trọng đấy. Nên khi mình giao việc cho một người nào đó thì mình chọn được người giao cho, xong mình cũng phải thiết lập ekip cho họ, đúng không? Mình cũng phải mô tả là à, giao cho họ thêm người nữa để họ làm. Đấy, cho hoặc là xác định cái số lượng người nhân công cho mỗi công việc đấy. Thì đấy là cái góc độ người giao việc. Nhà mình hãy comment đi, người giao việc. Rồi, cái bước số 2 tôi chia sẻ với các bạn nữa, đó là gì? À, bước 2 ấy là tôi gọi nó là làm giàu cái công việc lên. Nhà mình hãy comment cái video này xuống cái video này nào. Làm giàu cái công việc. Tức là chúng ta nêu được cái tầm quan trọng, cái ý nghĩa của cái công việc đó như thế nào. Bình thường nhà mình là lãnh đạo giao việc ấy, là mình thiếu cái bước này. Đặc biệt là chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề. Thế là mình giao việc là mình cứ vội vội, mình giao xuống. Đó. Sau đó chạy đi. Và đến bao giờ quay lại, đến khi hỏng việc mình mới quay lại. Đó. Thế nên là cái bước, thiếu cái bước số 2 này thì nó không có động lực. Nó không có cái nhiệt huyết, à, mọi người thấy nó không có cái sự tập trung vào trong cái công việc đấy. Thế nên cái bước thứ hai này, khi mình đã lựa chọn người để giao rồi nhé, thì cái bước số 2 là làm giàu công việc. Nhà mình hãy comment đi, làm giàu công việc. Rồi nhé, làm giàu công việc. Thì đương nhiên rồi, cái bước này thì thông thường mình đưa ra cái lợi ích nhận được khi hoàn thành tốt công việc là gì, chỉ ra các cái tính chất quan trọng của công việc đó. Và cái điểm số 3 đó là đưa ra cái sự tin tưởng cho nhân viên. À, ví dụ như này, tôi lấy ví dụ, à, khi tôi giao việc cho một cái bạn tên là bạn Tảo đi, về một cái dự án là thi công một cái hệ thống điều hòa, thì tôi sẽ nói với bạn là đây là một cái dự án, à, tôi gọi riêng bạn Tảo vào, bạn tôi nói với bạn như này, à, anh Tảo ơi, anh có một cái dự án này, như em đã biết là công ty chúng ta trong thời gian vừa qua đã theo đuổi cái dự án này, anh đã mất gần 1 năm trời để theo đuổi. Và bây giờ chúng ta đã chốt được cái dự án này, cái hợp đồng này rồi. Và đây là một cái dự án rất quan trọng, đúng không? Đối với công ty, nếu thực hiện tốt cái dự án này, nó sẽ giúp công ty chúng ta cất cánh lên. Cả công ty chúng ta cất cánh lên. À, đây là một cái dự án, nó mở ra một cái hướng đi mới cho công ty chúng ta. Đấy, đây gọi là cái bước nêu tầm quan trọng và ý nghĩa của công việc. Rồi, đấy, và cái công việc này này. Và lúc đó tôi mới nói là đây là một cái công việc rất quan trọng và em hoàn thành được tốt công việc này thì bản thân em nhé, tôi cũng nói ra lợi ích cho các bạn là bản thân em sẽ tăng trưởng lên một cái cấp độ mới về mặt chuyên môn. Đó. Em sẽ học hỏi được rất nhiều, cái việc khó là để cho chúng ta phát triển. Có việc khó để làm để chúng ta học hỏi được thêm và chúng ta phát triển. Đó. Và dự án này thì nó rất là tốt. Dự án này nó rất là một cái việc rất là đáng thử thách để chúng ta phát triển. Thế nên là anh đã quan sát trong tất cả các anh em rồi, chỉ có cỡ như em mới có thể đảm trách được cái dự án này thôi. Chỉ có em thôi nên không có cái cỡ nào khác nữa. Đó. Đấy, tôi nói như vậy là để cao cái sự tin tưởng của nhân viên. Đấy. Và anh sẽ giao cho em một vài cái quyền hạn, cái quyền lợi như sau về cái dự án này. Em sẵn sàng hợp tác với anh làm dự án này nhé. Thế bạn bảo ok. Đấy. Và lúc đó bạn hừng hực khí thế ra. Và sau này cái dự án này rất là thành công rực rỡ, vượt sự mong đợi của tôi. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, đây thì tôi lấy một cái ví dụ làm giàu công việc. Đấy. Rồi, cái góc độ là làm giao đúng người, đúng việc và đúng số người này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở một cái phần sau, một cái video sau, buổi livestream sau nhé.
là cái công cụ làm sao bạn nhìn người, cái nhân tướng học hay là có những công cụ khoa học gì để có bạn có thể nhìn đúng người, đúng việc, đúng số người. Ví dụ như bạn giao cho một vị trí trưởng phòng marketing cho một người nào đó thì bạn phải biết nhìn người. Bạn có công cụ để test chứ bây giờ nó không không nó phải chuẩn ngay từ đầu. Hay là bạn có một vị trí trưởng phòng kinh doanh hay kế toán thì bạn phải biết nhìn người bạn giao việc, đúng không? Hoặc các bạn có một dự án nào đó bạn phải biết nhìn người bạn giao việc. Rồi, khi bạn tìm lựa chọn được đúng người xong, tôi nhắc lại chúng ta phải làm giàu công việc lên. Cái bước này là bước nêu bật cái why lên, cái big why lên, tại sao mình lại giao cái công việc ấy cho các bạn đấy. Đúng không? Đấy thì cái bước số 2 là như vậy. Nhà mình hãy comment nào. Làm giàu công việc, đúng không? Và để chốt lại cái bước này thì tôi xin tặng cho nhà mình một cái câu nói là như này này. Muốn làm, quyết làm thì mới cho làm. Nào, nhà mình hãy comment xuống cái video này đi. Muốn làm, quyết làm thì mới cho làm. Nhà mình hãy comment xuống cái video này đi nào. Muốn làm, quyết làm thì mới cho làm. Đấy. Muốn làm, quyết làm. Khi anh em muốn làm, quyết làm rồi thì mới cho làm. Thì cái bước số 2 này là cái bước giúp đẩy cái big why lên, cái why lên. À, cái lý do lớn để anh em, tại sao anh em phải nhiệt huyết, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để hoàn thành cho nó cho bằng được, cái công việc đó cho bằng được. Đấy. Và tôi xin tặng cho nhà mình thêm một cái câu nói, nhà mình có thể comment ở bên dưới. Muốn làm, quyết làm thì sẽ biết cách làm. Nhà mình hãy comment đi. Muốn làm, quyết làm thì sẽ biết cách làm. Đấy. Thì đây là một cái phần rất rất là quan trọng. Đấy. Cảm ơn các bạn. Nếu anh em muốn làm, quyết làm thì sẽ làm nó cho bằng được. Đấy. Nhà mình hãy comment đi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, sau khi đến bước số 2 rồi. Và cái bước số 2 này thì tôi có lưu ý các bạn một chút. Đó là khi chúng ta giao việc cho họ rồi thì giống như cái ý số 3 tôi nói đấy, là mình phải dành cho họ một cái sự tin tưởng. Thì bạn giao thì phải tin, mà đã không tin thì không giao, đừng có giao. Nhưng mà đã lựa chọn đúng người rồi thì bạn phải tin tưởng họ, bạn phải sẵn sàng ủng hộ họ. Và càng đặt niềm tin thì nhân sự càng không muốn mất cái niềm tin đó, càng làm tốt nhé. Chứ còn mình vừa làm vừa nghi ngờ đấy, là anh em thấy ủi thế có được sếp tin đâu, đúng không? Thế là khi mà mình tin tưởng ấy, thì cái tâm Phật anh em nổi lên, mình đắc nhân tâm. Còn khi mà mình không tin tưởng, mình nghi ngờ thì anh em cảm thấy là ở sếp cũng chả tin tưởng gì mình đâu, như thế này như kia. Thì lúc ấy nó rất là dở. Và khoa học đã chứng minh là khi bạn tin tưởng người khác thì người ta không muốn đánh mất cái niềm tin đấy. Và người ta sẽ giữ cái niềm tin đấy, đúng không? Thế nên là người ta sẽ trung thực, người ta sẽ nhiệt huyết. Nên là bạn phải tin tưởng nhé, phải tin tưởng. Nào, hai tay nhà mình so sao với nhau, đập tay vào nhau và nói là giao thì phải tin. Rồi, đấy thì lưu ý các bạn một chút như vậy. Rồi, cái bước số 3. Đó là giao việc rõ ràng để tránh hiểu lầm. Khi mà mình giao việc thì mình tránh hiểu lầm. Phải tránh khi hiểu lầm. Nhà mình hãy comment đi, xuống cái video đi, tránh hiểu lầm. Thế thì là câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giao việc thật là rõ ràng để tránh hiểu lầm, đúng không? Tránh hiểu lầm. Thì tôi có một câu nói tôi xin tặng cho các bạn, đó là văn minh bằng văn bản. Khi bạn giao việc thì bạn chú ý. Đó là khi bạn giao việc thì bạn chú ý nhé, chú ý. Hãy chú ý là đừng có nói miệng, nói xong rồi quên. Nói xong rồi quên, xong anh tưởng thế, em tưởng thế, đúng không? Cứ tưởng 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 tưởng. Rồi là dẫn đến là làm nó không đúng mong đợi. Đúng không? Nói một đằng làm một nẻo. Hiểu sai ý, sếp nói thế này nhưng em tưởng sếp nói thế. Lại trách móc nhau tạo ra những cái mâu thuẫn không đáng có. Nên chúng ta tránh tuyệt đối những cái việc này. Nên là tốt nhất văn minh bằng văn bản, các bạn hãy viết vào phiếu giao việc. Hãy tập cái thói quen làm bằng văn bản. Tôi có hay soạn những cái biên bản cuộc họp ấy, giao việc là bằng biên bản hết, làm việc bằng biên bản, các cái vấn đề nó phát sinh là làm việc bằng biên bản hết. Sau này các bạn đến cái lớp tự động hóa doanh nghiệp, cái lớp hay là lớp giải phóng lãnh đạo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, gửi cho các bạn cái biểu mẫu về biên bản cuộc họp, cái phiếu giao việc, tức là có cái sự xác nhận công việc với nhau rất là rõ ràng. Đấy. Hoặc là bây giờ thì có những cái công cụ phần mềm trên máy tính rồi thì các bạn có thể ghi nhật ký công việc lên đó được, đúng không? Đấy. Thì kiểu như vậy nhá, giao việc. Nào, hai tay nhà mình, hãy comment xuống đây nào. Văn minh bằng văn bản, một lần nữa các bạn hãy thả tim đi, hãy like, hãy tag những người bạn của mình vào đây nào, hãy nói xin chào. Hãy mời những người bạn của mình vào đây. Rồi. Còn giao quyền là tốc độ. Tôi muốn nói với các bạn là trong cái văn minh văn bản này nhớ là phải giao quyền, thì giao quyền nó tạo ra cái tốc độ cho nhân sự để nhân sự của mình chủ động. Đấy thì chúng ta hãy làm cái việc, hãy ghi cái chữ giao quyền vào tốc độ. Ok. Rồi, đấy là cái bước, ba cái bước giao việc. Tôi ở cái góc độ người giao việc thì chúng ta cần phải rõ này. Tôi đã đăng điểm lại, thứ nhất là các bạn cần phải lựa chọn đúng người, đúng việc, đúng số người cái để giao, đúng không? Thứ hai nữa là khi bạn có một cái dự án công việc thì các bạn giao đi, thì trước khi giao cho họ một cái công việc gì đó,
một cái nhiệm vụ gì đó thì bạn hãy phải làm giàu cái công việc ấy lên. Và cái bước số 3 đó là để tránh hiểu lầm thì bạn hãy văn minh văn bản cho nó thật là rõ ràng. Đấy, thì đây là cái ba cái bước rất là quan trọng ở góc độ là người giao việc. Thì trong cái video sau tôi sẽ, bây giờ thì chắc là thời gian của video này nó cũng đã hết rồi. Livestream thì tôi dự kiến livestream có 30 phút thôi, lại nó lại có cái thời gian coaching cho anh kia. Thì bây giờ tôi sẽ dừng cái video này ở đây. À, cái livestream này ở đây. Tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái video livestream chủ nhật tuần sau nhé, chủ nhật tuần sau. Thì các bạn hãy đón chờ chủ nhật tuần sau trên fanpage của PDC hoặc là Hoàng Đình Trọng, cái fan profile cá nhân Hoàng Đình Trọng, hoặc trên kênh YouTube của PDC nhé. Thì các bạn hãy tìm kênh YouTube và fanpage của PDC thì hãy đăng ký kênh. Chủ nhật tôi sẽ chia sẻ với các bạn các cái ý sâu hơn, đó là ở góc độ người thực hiện, cái người nhận việc ấy thì chúng ta cần phải làm giúp họ làm rõ những cái gì, đúng không? Rõ những cái gì, rồi cái bước bản thân công việc thì chúng ta cần phải thực hiện các bước như thế nào, đúng không? Đấy, và bước sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách cách để làm sao mà các bạn có những, giới thiệu các bạn một số cái công cụ để làm sao mà giao việc đúng người đúng việc, đúng không? Lựa chọn đúng người để giao. Đấy, thì cái phần này rất là hay. Rồi, bây giờ thì tôi có chút việc, tôi phải dừng lại cái video ở đây, là cái livestream ở đây. Nhớ nhà mình hãy like share video này nhé, đừng có âm thầm tẩm bổ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn chủ nhật tuần sau. Rồi. Nhà mình ai thấy hứng thú với cái chủ đề là giao việc này thì hãy comment nói tôi nè. Rồi, ai muốn là có một cái video tiếp theo để chia sẻ cái phần 2 của cái mô hình giao việc theo tam giác rủi ro này thì hãy comment nói tôi nè. Rồi, hãy đón chờ cái video tiếp theo nhé. Tôi xin dừng cái livestream ở đây, cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn.